Thưa các anh chị, tối 7 tháng 8, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã xuất hiện công khai tại một buổi lễ ở Quảng Nam. Đó là tối 7 tháng 8, lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Thủ Đức đã được tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại tỉnh Quảng Nam tổ chức trọng thể tại tượng đài chiến thắng Thượng Đức, xã Đại Lãnh, huyện Đại Lộc. Các tờ báo Quảng Nam nêu dự lễ kỷ niệm có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, ông Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Lê Văn Thanh, Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam, Thiếu tướng Hứa Văn Tường, Phó Tư lệnh Quân khu 5, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh, mẹ Việt Nam anh hùng Phan Thị Thê, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Năm, các tướng lĩnh và đại biểu các đơn vị từng tham gia chiến dịch Thượng Đức. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng và một số cán bộ khác. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định chiến thắng Thượng Đức là một trong những chiến thắng vang dội của quân và dân miền Nam, có ý nghĩa chính trị quân sự to lớn, tạo nên những cơ sở thực tiễn vững chắc để Bộ Chính trị xây dựng quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước trong năm 1975. Chiến thắng Thượng Đức đã khẳng định được sức mạnh to lớn của tình đoàn kết quân dân, chính sự phối hợp chặt chẽ giữa quân và dân huyện Đại Lộc với bộ đội chủ lực trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu góp phần làm nên chiến thắng vang dội đó. Chiến thắng Thượng Đức đã làm sáng tỏ chân lý sức mạnh quân đội được kết tinh từ chủ nghĩa anh hùng cách mạng cộng với sức mạnh tinh thần yêu nước đoàn kết được hun đúc từ ngàn đời của nhân dân ta, tạo nên sức mạnh tổng hợp để đánh thắng kẻ thù. 50 năm đã trôi qua nhưng những bài học kinh nghiệm vẫn vẹn nguyên giá trị. Đó là bài học về đánh giá, dự báo đúng tình hình, bài học về phát huy sức mạnh khối đoàn kết toàn dân tộc, bài học về tiến hành chiến tranh nhân dân, toàn diện, bài học về phát huy tinh thần yêu nước, ý chí quyết chiến, quyết thắng, độc lập, tự lập, chủ, tự cường của Đảng và toàn dân ta, bài học về vận dụng nghệ thuật quân sự độc đáo vào chiến trường thực tế. Thưa anh chị, và dùng chiến khu xưa, dùng chiến trường xưa, nay đã sự thay đổi rất nhiều, theo hướng tốt lên, cơm no áo ấm do sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đồng thời chính quyền địa phương và tỉnh Quảng Nam. Có chị ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là một người rất vui tính. Trong sinh hoạt đời thường, ông người rất vui tính. Trong công việc, ông đặc biệt là một người rất nghiêm khắc. Các anh chị để ý một nguyên tắc tâm lý như thế này, thì các anh chị giao tiếp với người nào đó bình thường trong xã hội hay là mới quen, nếu đó là những người giao tiếp rất là vui vẻ, dễ dãi, sở lợi, thì nếu muốn làm ăn với họ hoặc là trở thành người cộng sự, cộng tác hay gì đó, thì các anh chị sẽ thấy một điều rằng những người đó là những người rất khó tính, kỹ tính và thậm chí những người khó chịu, rất khó chịu trong công việc. Nó rất lạ một điều là thủ trưởng quan hệ với người ngoài thì rất vui vẻ, sở lợi, nhưng mà quan hệ đó lập tức thay đổi khi chúng ta trở thành người phụ thuộc của họ. Ví dụ nhân viên, thậm chí chúng ta là cấp trên của họ hay là cộng sự của họ, đồng nghiệp của họ, thì họ vẫn là một con người khó chịu như vậy. Rất lạ phải không? Thưa các chị, ông Nguyễn Xuân Phúc đôi lúc cũng có tính cách đó. Còn đối với bạn bè, ông là một người rất là dễ tính. Ông Nguyễn Xuân Phúc là một lãnh đạo rất quan tâm đến mạng xã hội, rất quan tâm mạng xã hội, và ông cũng rất thích đọc mạng xã hội, và đồng thời ông cũng chịu khó những KOL khi có vấn đề bất công, người đứng về phía người yếu thế gửi tin nhắn cho ông thì ông cũng trả lời và tìm hiểu cặn kẽ, sau đó chỉ đạo cho trợ lý để xử lý. Thưa anh chị, ông Nguyễn Xuân Phúc là một người cũng ghi dấu ấn đậm trong lòng các phóng viên. Ông hay phát biểu tiếu táo khi dự lễ hoặc là lãnh chỉ đạo các địa phương. Ông thường mở màn bằng một câu khôi hài nào đó, giống như vô bàn nhậu mở mà làm quen với nhau. Thường là ông khen địa phương đó trước, đầu tàu hay là chim đại bàng, như đi đâu cũng khen tỉnh đó là đầu tàu hết. Thì nhiều anh em mới nói vui rằng nếu mà tỉnh nào cũng là đầu tàu hết thì cả cái nước này nó chạy kiểu gì đây, chạy kiểu tứ mã phanh tay hay không. Và chúng tôi cũng nói với ông điều đó, ông cười xòa. Thứ hai nữa, nhưng mà sau đó thì những chỉ đạo sau đó của ông thì lại khác, rất nghiêm cẩn, do trợ lý soạn cũng rất kỹ. Tuy nhiên báo chí cũng giật tít giật tựa như thế,
và cũng làm hình ảnh của ông nó không đúng trong luồng lòng công chúng, nó không chuẩn mực lắm. Nhưng mà ông cũng hơi kệ, ông cũng không quan tâm tới điều đó. Một kiểu người như thế các anh chị em, chính trị gia cũng rất lạ. Từ khi xin thôi giữ chức chủ tịch nước vì ý thức trách nhiệm chính trị của người đứng đầu, chúng ta thấy rằng nó có sự khác nhau giữa những người thực hiện hành động này. Thí dụ như chúng ta thấy rằng ông Vương Đình Huệ, ông nguyên chủ tịch quốc hội, bạn Võ Văn Thưởng, nguyên chủ tịch nước, hay là chị Mai, hay là ông Vũ Đức Đam, nguyên phó thủ tướng, ông Phạm Bình Minh, nguyên phó thủ tướng, hay là bạn Trần Tuấn Anh, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban kinh tế Trung ương, sau khi xin thôi giữ chức vì ý thức trách nhiệm của người đứng đầu về mặt chính trị, thì họ hầu như không xuất hiện ở những nơi công cộng. Tuy nhiên, tang ma lễ Tết, những người này vẫn đến dự và ở lại rất lâu. Ví dụ như vừa rồi ông Võ Văn Thưởng vừa rồi có một cái đám tang ở thành phố Hồ Chí Minh của cụ thân sinh của một cán bộ đoàn cũ. Ông vẫn đến dự và tinh thần cũng rất thoải mái, vui vẻ. Và ông hầu như không nhắc chuyện chính trường nữa, chỉ nói chuyện vui thời làm ở Thành Đoan, thời là bạn bè của chúng tôi mà thôi, thí dụ như vậy. Còn ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông vẫn xuất hiện với phong cách y như cũ, không có gì thay đổi cả. Và ông rất thích đi dự lễ, lễ này lễ kia, các địa phương mời, chúng ta đều thấy ông thấy mặt, cùng thấy mặt ông mặc cơm lê vét tông rồi rất là dưỡng chải ngon lành. Và ông cũng hay đi tiệc bạn bè các lão nông ở quê, mời ông vẫn đi như thường. Và ông nói rằng khi trước ông vẫn rất muốn đi nhưng vì công việc không đi được, còn bây giờ về hưu rồi thì có thời gian thăm thú bạn bè, người già, điền viên, vui thú điền viên. Như vậy sự xuất hiện của ông Nguyễn Xuân Phúc cũng đã phần nào cho thấy một phần tin đồn là không đúng sự thật, phải không thưa các anh chị? Ở thế giới cuộc đời đầy dẫy những điều bất ngờ, đầy dẫy những điều bất ngờ. Không ai là biết tất cả, kể cả chúng tôi cũng không biết tất cả, chúng tôi chỉ biết gì thì nêu cho các anh chị biết điều đó mà thôi. Có nghĩa là ông Nguyễn Xuân Phúc đã dự lễ chiến thắng Thượng Đức và tinh thần rất bình thường, vui vẻ. Xin chúc các anh chị một ngày mới thật tươi vui, tràn đầy năng lượng. Xin cảm ơn các anh chị rất nhiều và xin hãy chú ý đến kênh của chúng tôi. Thời gian sắp tới sẽ đầy những thông tin kinh hồn động phách. Chúng tôi sẽ cố gắng truyền tải cho sớm đến các anh chị. Còn bây giờ xin tạm biệt các anh chị. Tôi phải đi chạy vài cuốc xe ôm, kiếm con khô lít gạo sống qua ngày. Cảm ơn các anh chị rất nhiều.